Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý truyền hình cũng như là nguyên lý của máy thu hình để chúng ta hiểu được cái quá trình mà nó sinh ra đài truyền hình, sinh ra TV, từ cái TV đen trắng cho đến TV màu, cho đến TV analog và TV kỹ thuật số. Chúng ta hiểu được cái này để làm gì? Để chúng ta hiểu là sau này chúng ta sửa chữa TV thì chúng ta sẽ thấy ở bên trong TV nó có các cái khối. Tại sao nó có khối kênh, tại sao nó có khối giải mã màu, tại sao nó có khối xử lý chói, tại sao nó có khối đường tiếng, vân vân. Và một số khối thì TV ngày nay nó đã bị biến mất dần. Thế tại sao lại như vậy? TV ngày xưa nó có khối giải mã màu và TV bây giờ thì nó lại biến mất cái khối giải mã màu. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng bước từ cái quá trình mà sinh ra cái đài truyền hình, sinh ra cái TV đầu tiên cho đến tận ngày nay. Thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn có một cái nhìn thông suốt, để từ đó các bạn có thể hình dung được là thứ nhất là trong TV tại sao nó lại có màn hình. Ngày xưa tại sao màn hình lại là màn hình thủy tinh, màn hình CRT, và tại sao bây giờ lại chuyển sang cái màn hình mỏng, đúng không? Và công nghệ đằng sau cái màn hình LCD này nó sẽ là cái gì kế tiếp. Và ngày xưa thì chúng ta cắm anten vào, chúng ta thu được TV. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta lại phải dùng thêm cái bốc? Và sau một thời gian cái bốc cũng lại biến mất và chúng ta lại quay lại cắm anten vào TV. Thì tất cả những cái thắc mắc đó chúng tôi sẽ giải thích trong cái giáo trình này để cho các bạn nắm được. Cũng như khi các bạn, giả sử các bạn sau này trở về mở cửa hàng, các bạn kinh doanh, các bạn bán TV. Thế thì một người khách hàng người ta sẽ mua một cái TV của bạn về và người ta sẽ muốn bạn tư vấn cho người ta là lên dùng cái chương trình truyền hình gì. Đấy, thì các bạn phải hiểu được là hiện nay nó có bao nhiêu chương trình truyền hình, nó có bao nhiêu cái kiểu truyền dẫn tín hiệu truyền hình, để từ đó các bạn sẽ tư vấn để bán cho khách hàng. Thậm chí đơn giản nhất, các bạn bán một cái chiếc TV LCD thì khách hàng người ta yêu cầu bạn hướng dẫn người ta sử dụng, thì các bạn phải biết dò kênh. Khi bạn dò kênh thì người ta, giả sử gia đình người ta dùng cáp thì các bạn phải biết cách dò kênh theo cái cáp. Gia đình người ta dùng cái anten thì các bạn phải biết cách dò theo cái đường anten. Đấy, thì khi đó các bạn mới có thể bán được cái sản phẩm. Thì bắt đầu từ cái bài học đầu tiên, đó là lịch sử của truyền hình trên thế giới và Việt Nam. Ở đây tôi điểm lại qua để các bạn thấy được là cái công nghệ truyền hình cũng như là TV nó ra đời từ trên thế giới từ năm bao nhiêu. Thì đầu tiên là cái TV, cái đài truyền hình và TV phổ biến đầu tiên ở trên thế giới, thường là các cái nước phát triển, ví dụ như là Mỹ, châu Âu, Mỹ hoặc là Anh hoặc là Nhật, là những cái nước mà phát triển đầu tiên thường là có những cái thiết bị truyền hình đầu tiên. Ví dụ như là Mỹ là năm 1950 người ta đã có TV đen trắng để người ta xem rồi, và bắt đầu có cái đài truyền hình phát truyền hình đen trắng rồi. Và cho mãi tới tận năm 1970 thì Việt Nam chúng ta mới bắt đầu có. Và từ năm 1970 cho đến năm 1980 là chúng ta phổ biến được cái TV đen trắng. Thời đầu nó còn cái TV còn nó sơ khai, cái đài truyền hình cũng lúc đó cũng phát cái tín hiệu đen trắng thôi, và TV cũng chỉ là TV đen trắng thôi. Thì các bạn mà những đồng chí mà nhiều tuổi thì có thể còn nhớ những cái giai đoạn này, chúng ta thấy nó có những cái TV ví dụ như là TV Samsung, hay là thậm chí là những cái TV LED twin, là những cái TV mà dùng cái đèn hình ngày xưa, những cái đèn nó gọi là cái đèn hình cái đèn thủy tinh ấy nhá. Và truyền hình bầu bắt đầu có ở trên thế giới, tức là bắt đầu phổ biến, đưa ra thương mại ở trên thế giới cũng là ở Mỹ đầu tiên, Mỹ và Anh, một số nước phát triển ở châu Âu từ năm 1960. Và cái thời này thì vẫn là truyền hình analog nha. Thì cho mãi tới 1980 thì chúng ta mới bắt đầu có truyền hình màu. Và lúc đó từ năm 1980 cho đến năm 1990 là chúng ta phát theo hệ CK. Đây là hệ của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, là cái hệ màu secan các bạn nhé.
Tuy nhiên ở trên thế giới lúc đó thì lại chủ yếu là phát hệ màu NTSC và PAN các bạn nhé. Thế cho nên là chúng ta mà lúc đó là chúng ta lại phát theo cái hệ của Liên Xô cũ là hệ CK. Và truyền hình kỹ thuật số thì cũng đưa vào thương mại, tức là bán cho người dân ấy, và các cái đài truyền hình bắt đầu phát ấy, trên thế giới là bắt đầu từ năm 1994 các bạn nhé, ở Mỹ phát từ năm 1994 và ở Việt Nam của chúng ta thì năm 2004 là đài truyền hình VTC phát sóng truyền hình kỹ thuật số trên miễn phí, tức là phát, người ta gọi là phát sóng quảng bá đấy, tức là phát miễn phí cho ai có cái TV kỹ thuật số, ai có cái thiết bị kỹ thuật số thu được thì sẽ xem được cái này. Truyền hình kỹ thuật số thì ký hiệu của nó là DTV, tức là Digital Television. Còn truyền hình màu analog thì gọi là ATV, tức là Analog TV Television. Còn cái DVB là viết tắt của từ Digital Video Broadcasting, tức là truyền dẫn video kỹ thuật số. Cho đến năm 2014 thì Việt Nam phát sóng truyền hình kỹ thuật số tại 5 thành phố lớn, tức là ngoài cái đài truyền hình VTC ra thì chính phủ chúng ta sẽ phát sóng ở 5 thành phố lớn, bao gồm có một số thành phố như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đấy. Thì có 5 thành phố là bắt đầu phát sóng truyền hình kỹ thuật số, và cho đến năm 2015 thì các cái thành phố này là được yêu cầu là ngừng phát sóng tín hiệu truyền hình analog. Và từ đó thì chính phủ Việt Nam yêu cầu các cái địa phương, các cái đài truyền hình địa phương phải số hóa dần các cái đài truyền hình của mình. Thế thì và cái hạn cuối cùng là năm cuối, tức là hết năm 2020 là tất cả các đài địa phương là phải số hóa hết. Có nghĩa là đài nào mà còn analog cũng phải clear đi, tức là anh mà không số hóa kịp thì anh cũng phải clear đi. Thì như vậy là cho đến năm 2020, cuối năm 2020 thì tất cả các đài truyền hình trên cả nước đã số hóa hết hoàn toàn, và cái truyền hình analog đã bị tuyệt chủng từ đây. Có nghĩa là chúng ta đang đứng ở năm 2021 thì hiện nay là trên cả nước Việt Nam này không còn đài phát nào phát cái tín hiệu truyền hình analog nữa. Các bạn nhớ như vậy nhé. Thì đây là tôi điểm qua về cái lịch sử truyền hình. Thế thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái người dùng như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái, đây là cái đài truyền hình người ta phát đi, và đi với cái đài truyền hình này thì thông thường là cái TV hay còn gọi là cái thiết máy thu hình ấy, thì thường là đi trước đài truyền hình. Tôi lấy ví dụ năm 2014 Việt Nam mới có phát truyền hình kỹ thuật số. Tuy nhiên cái TV kỹ thuật số nó có thể ra đời từ những năm 2004 rồi. Nếu như mà ai mà đi nước ngoài mà nhập cái TV này về thì nó có thể ra đời từ năm này. Và tuy nhiên TV thì nó sẽ đi trước cái đài truyền hình và luôn luôn nó phải từng thích ngược. Có nghĩa là đài truyền hình mà đang phát sóng đen trắng mà TV thì có TV màu thì TV vẫn có thể xem được đen trắng. Đó. Tức là TV lúc đó là có cả màu và cả đen trắng. Thế sau này truyền hình phát tín hiệu màu thì lúc đó TV lại phải ra gì? Đài truyền hình thì người ta chỉ phát được một hệ thôi, ví dụ như là hệ PAN hay là hệ SECAM hay là NTSC, thì TV lại phải ra cái TV đa hệ. Tức là để làm gì? Để tôi mua một cái TV về nhưng mà tôi có thể xem được nhiều đài truyền hình khác nhau, phát trên nhiều cái hệ màu khác nhau. Thế ví dụ đến bây giờ thì nó ra một cái TV, TV có thể là ra TV số cách đây ra cũng khá lâu rồi, và TV có thể là thu được cái tín hiệu số mặt đất, có thể là thu được tín hiệu số vệ tinh, có thể là thu được tín hiệu số bằng truyền hình cáp. Tuy nhiên hiện nay cái tín hiệu số TV ngày nay đến thời điểm hiện tại thì chủ yếu là thu được tín hiệu số của truyền hình số mặt đất và truyền hình cáp. Thế còn tín hiệu số của vệ tinh thì hiện nay là TV 99% là chưa thu được,
người ta chưa tích hợp vào. Và nếu như ai mà dùng cái tín hiệu số của đài truyền hình số vệ tinh ấy, phát qua vệ tinh thì buộc phải mua thêm một cái bộ gọi là cái box, TV box để người ta thu tín hiệu vệ tinh, và từ tín hiệu vệ tinh đó nó mới đổi thành cái tín hiệu video rồi mới cắm sang TV nha, các bạn hiểu như vậy nha. Và bài tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái TV của chúng ta, và tại sao ngày xưa TV lại có hệ màu pan, hệ màu secam, và bây giờ thì chúng ta lại thấy nó không có hệ màu nữa.